Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang Xe Máy 2 nha. Đây là kênh YouTube chính thức thứ hai của tiệm sau kênh Quang Xe Máy nha anh em. Thì hôm rồi mình không có thời gian mình quay cho kênh này nha. Hôm nay mình sẽ nhấn chút thời gian mình quay xe cho anh em xem nha. Anh em vui lòng bấm đăng ký kênh và bấm luôn nút like dưới màn hình để chia sẻ cho mọi người cùng xem giúp mình nha anh em. Rất cảm ơn anh em ạ. Hôm nay mình sẽ làm clip quay chiếc Future Neo FI đời 2008 ạ. Chiếc xe này rất là đẹp nha anh em. Đầu lòng nè mọi người. Đầu nồi là zin nha anh em. Bao zin cho anh em ạ. Bao bít cho anh em nha, chưa chạm nha. Hộp nè. Hộp là zin chưa sơn nha anh em. Để hồi mình dắt ghe phía ngoài mình quay chi tiết cho anh em xem dễ hơn nha. Áo là zin xe nha anh em. Nè, bên mình còn một số mẫu xe tay con nè, anh em thích thì liên hệ mình luôn nha. Đây ga có luôn nha nè. Anh em bấm đăng ký kênh thì từ từ mình sẽ quay riêng từng chiếc cho anh em nha. Chiếc xe chi này cọp luôn rồi, mình có đăng trên kênh rồi nha mọi người. Chi này đi được mấy ngàn thôi. 5.000 mấy nha anh em. Một số mẫu tay ga này, quay sơ cho anh em xem có gì anh em cần anh alo mình nha. Số điện thoại là 0345 386 505 ạ. Future Neo FI đời nhỏ này là Future X, Future X đời 2010 21 luôn nha anh em. 21 luôn, 35 triệu ạ. Future Neo sân cơ 2009 35 triệu luôn ạ. Ta sẽ để mình dắt chiếc này ra anh quay riêng cho anh em xem nha. Zin cực kỳ nha anh em. Biển số nè. Nè, dắt xe ngoài nè mọi người. Vì dắt ra ngoài nên em dễ xem hơn nha. Áo xin đi xe cả bộ nha nè. Mình sẽ nổ máy cho anh em nghe luôn. Này chưa khóa nha mọi người. Máy im cực kỳ nha anh em. Lốp zin. Bô zin luôn. Anh em nhìn cái đạp. Chưa máy nha mọi người. Đầu nồi là bao bít cho anh em nha. Nồi chân lòng rồi nè. Vẫn trong đẹp hết nha nè.
Cái mút xin nha mọi người. Da thì thay mới nha anh em. Trong quá trình quay mình phát hiện những cái nào thay mới hay là sơn lại mình cũng sẽ nói với anh em. Áo rất là đẹp nha mọi người. Cực kỳ luôn nha, quả áo nha. Mấy cái này theo xe mà anh em. Theo xe mà theo mới nha anh em. Nè, ốc tán nè, xe ốc tán cực kỳ khá nha. Sơn nè, liền lạc hết rồi. Anh em mua xe này về chạy thôi nha, khỏi lăn tăn nha. Đây, năm sản xuất 28. Cái chân này mọi người. Cái chân này trắng nha, trắng đẹp nha. Thật máy đây. Những con ốc này nè, chưa có chỉnh nha nè. Đồ số máy là 20 nha anh em, đúng đời nha anh em. Đồ số máy 20 nè. Sườn xin nha anh em. Đẹp hết nè. Sắc cảnh luôn mọi người. Nắp xăng đẹp luôn nha em. Được xăng zin này, em xem nào. Quay đắt áo cho anh em xem nha. Nè, đắt áo nè, 2.7 nha mọi người. Mũ trong còn đẹp luôn nha anh em. Cục trước chưa sơn nha. Xe này chắc xe khá là cứng cáp nha anh em. Máy móc mua nè. Còn màu hết nha mọi người. Cái gần thắng mấy cái này xin lè nhá. Đồ bỏ xe đây. Đồ bỏ sạch sẽ trắng phao nha mọi người. Mâm này thì mâm NK ạ. Tháng sau nè, còn vàng nha anh em, con nè, đuôi gấp nè, sao nè, cái bô cực kỳ đẹp nha, bô xin đa xe, đồ gấp không một mọt thôi nha anh em, thường đẹp nha anh em, để chủ nó kỹ người ta gắn thêm miếng cao su để trắng bùng trắng nước các bạn ạ. Ở dưới cho anh em xem luôn. Nè, anh em xem nè. Sắc cảnh sạch sẽ nha mọi người. Không có xét một cái nha mọi người. Nè. Để mình xem mâm gì nha.
Đây, mâm NKT5, mâm theo xe, zin theo xe nha anh em. Những cái nhánh này là chưa có sơn lại nha anh em. Có sữa sữa gì nha anh em, gì nữa nha. Còn những cái nhánh này là còn zin nha anh em. Đây này, nhìn cái sơn zin nè. Nó không có đen mung đâu mọi người. Quay lại bộ áo một lần nữa cho anh em xem nha, quay cận nha. Áo này thì mình nghĩ chắc có dán keo quá nè, người ta lột ra, bây giờ nó còn giữ được đẹp gì nha. Áo xin theo xe mà còn như vậy là quá đẹp. Ngàm bọng còn nguyên hết nha anh em. Tay nè, cầm nè. Đế nè. Để mình quay ngoài nắng cho anh em xem kim tuyến nó chạy nha. Nè, ra nắng có kim tuyến vậy nè. Bên em có thấy không ạ? Miếng này zin luôn anh em, zin còn đẹp vậy nè. Rồi, ok anh em nha. Anh em thấy video hữu ích thì anh em cho mình xin một lượt đăng ký và một biểu tượng like nha anh em. Một biểu tượng like dưới màn hình video để mình có động lực mình làm thêm nhiều video mới cho anh em nha. Chiếc xe này có giá là 45 triệu nha anh em. Giá xe thì mình để trong tựa đề video ạ. Cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.